tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hello, hello, hello. Hôm nay mình sẽ làm một cái video thật là hay chưa các bạn xem nhá. Đó chính là một ngày xây nhà không ngừng trong Play. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào xây đây. Xây cái chỗ này thì cũng khá là mệt, bởi vì nhà mình rất là rộng. Thì mình muốn làm cái cầu trượt mà khi khách vào ấy là nó trượt tí từ đầu đầu ấy. Nhưng mà mình mãi không làm được. Nếu mà các bạn làm được thì các bạn comment bình luận dưới video cho mình nhá. Thế bây giờ mình sẽ đi ấy đây. Đi ấy thì gọi là đi xây nhà đây. Ừ, thì mình sẽ viết chữ của mình gửi lên không trung nhá. Có vẻ như cái lần này xây nhà đây cũng khá là được cái nhở. Ồ, chỉ vì chỗ mình sẽ bắt đầu xây thật là đẹp đây. Ồ trời, bây giờ mình sẽ lấy miếng cái thảm này, mình phải cắt cho nó chuẩn vào. Không cần cắt chuẩn bị lệch cũng không sao. Ồ, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái khối màu nâu này, mình đặt lên mấy cái này. Đầu tiên thì mình phải đặt chữ H trước, chữ E, chữ N, chữ R, chữ I. Ôi trời ơi, khiếp như này kìa, tốn mang những cái hộp lên nhờ. Ôi trời trời trời, cái này thì cũng khá là lâu. Thế thì mình có thể tua video được không? Ok, thì mình sẽ tua video làm cái chữ H nhá. Rồi ok, bây giờ mình đã xếp xong chữ H rồi. Bây giờ thì đến chữ E nhá. Chữ E thì tao cũng hơi hơi khó khó. Ờ, thì mình sẽ cố gắng để làm ra chữ E thật là đẹp cho cái tên của mình. Ừ, thì làm chữ E như nào ấy nhỉ? Bây giờ mình sẽ thử xếp bừa nhé. Ok, mình sẽ xếp 3 hộp ở đây. Để cũng 3 hộp ở đây. Để một cái hộp ở trên này. Để thêm một cái hộp ở chỗ này. Ô, úi giời, nhầm. Ok, bây giờ thì đã khít lại rồi. Mình sẽ ấy thành một khối Rubik. Nhưng mà khối đấy là 1 x 3 x 3. À ha ha, nó phải bằng mỏng cái này thì cũng có thể làm được. Thì bây giờ ý, nếu mà để thành chữ E thì mình rút cái chỗ nào để giống chữ E nhất là nhỉ? Khó đấy. Trời, chữ E của mình như viên sô-cô-la. Như này là viên sô-cô-la chứ khối bùn đất cái gì. Đúng không các bạn? Trí tưởng tượng thật là phong phú. Chữ E của mình đã hoàn thành rồi. Đây. Đùa thôi, đây mới là chữ E hoàn chỉnh của mình này. Chữ E này các bạn chấm mấy điểm? Mình thấy nó cứ hơi giống chữ R cái gì. Nếu mà hơi giống chữ gì quá thì mình sẽ chỉnh lại một tí nhé. Thì mình sẽ bây giờ làm chữ gì ta? Chữ gì nhỉ? Hen. À đúng rồi, chữ N. Thì mình sẽ làm chữ N nhá. Ok, chữ N thì nó cũng là khó và dễ làm. Ôi, làm cái chữ N này cũng khá là vất vả đấy. Nó cũng khá là vất vả luôn đấy. Ôi, nhưng mà khoan đã. Mình đang xếp cái chữ gì nhỉ? Mình đang xếp cái chữ... chữ N. Mà mình làm lộn mất rồi. Thôi xong rồi. Mình làm chữ R là hơ rồi. Mình làm chữ hen chứ không phải chữ R đâu nha. Bây giờ mình sẽ làm lại chữ N nha. Ok cấp bốn. Ok. Nhanh tiện thì mình sẽ đặt luôn cả một tấm thảm ở đây. Và mình sẽ phủ bế ra chữ N. Phủ. Đấy, kinh chưa? Trời ơi, quá đỉnh. Mình cứ phải gọi là thiên tài về phép thuật. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xếp chữ. Bây giờ mình bắt đầu xếp chữ R này. Ở đây mình bị nhầm. Nên là mình sẽ bị nhầm thành chữ R. Ok, chữ R này là cũng khá là đơn giản. Thì mình sẽ lấy một khối gỗ này. Mình sẽ đặt nó ở dưới kia nhé. Đấy, như này. Rồi lại như này. Mà khoan. Từ. Mình sẽ đặt luôn cái chậu cây. Đặt cái chậu cây vào.
cho nó có một cái nấc để nâng nó lên. Đấy, chữ R đây này. Sáng tạo chưa, sáng tạo chưa, quá là sáng tạo. Mình sẽ thu hồi lại cái chậu cây nhá. Để như này thì nó cứ mắc cười làm sao ý. Ừ, nào lấy này. Úi trời, lấy nào. Mình sẽ tìm lại cái thảm để... Đấy, lấy lại cái thảm nhá. Lấy lại cái thảm để làm chữ Y. Nhưng mà mình vẫn chưa lấy được cái chậu cây. Và thớ nào, có khi nào là mình bị quên không? Hả? Chết rồi, con ếch thì bị quên rồi. Thôi xong rồi, ếch Candy Farm bị quên rồi. Nhưng cái thảm tiếp theo thì làm chữ Y nó cứ bị lệch lạc như này ý. Không hiểu vì sao nhỉ? Các bạn biết vì sao không? Mình, nếu mà các bạn biết ý, thì các bạn sẽ blur có nghĩa là bình luận. Nếu các bạn nào biết thì hãy bình luận xuống video của mình nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xem. Ôi giời ơi, cho chết rồi, mình ấn nhầm rồi. Ấn nhầm rồi thì cũng không sao đâu, bởi vì mình vẫn có thể lên được. Bây giờ lại phải miệt mài làm ra cái chữ Y đề. Thôi, bây giờ thì mệt quá rồi. Biết rồi, mình sẽ làm chữ Y kiểu hát, là mình sẽ tua đi thời gian. Và bây giờ thì mình đã xây ra một cái chữ Y này. Ok. Làm cái tiếp theo đó chính là phải làm cái chữ Whitey ở ngay ở trên. Thì mọi người mới biết là mình làm YouTube và đăng ký cho mình. Thế thôi. Vậy bây giờ mình sẽ làm chữ tờ như vừa nãy nha. Chữ tờ thì nó cũng khá là đơn giản. Mình chỉ cần xếp vài cây thôi là xong. Ờ, hát mệt quá, mình không hát nữa nhé. Ok, chữ Y này là dễ dàng. Đấy, mình trời ơi, sao lại như thế? Đáng lẽ ra cái trước thì mình phải làm thế chứ. Lỗi mình cứ bay bay rồi. Ôi, mình như một con chim đang bay tỏa sáng trên bầu trời cao. La 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 la. Đây là cách khắc phục của nó, là mình sẽ đặt gỗ lên đây và mình sẽ ấn vào nó. Là ok, ra được rồi. Ok, ra được rồi. Mình sẽ dép chữ T nhá. Chữ T ấy. Rồi, xếp chữ T đấy, rất là đơn giản nha. Chỉ cần xếp vài cái khối lên là được rồi. Ôi trời ơi, xây cả một cái nhà mà cũng buồn ngủ. Thật là buồn ngủ. Đó, chữ Whitey của mình đẹp không? Đó, rất triệt đẹp, Henry Whitey. Sao nghe nó cứ vần vần nhau nhỉ? Mình định làm chữ ở thức ở Henry Farm cơ, nhưng mà mình nghĩ là mình không đủ khối gỗ ấy, à khối bùn đất ấy, thì mình chỉ làm cái Whitey như bình thường thôi thôi. Chuột tít con chữ. Ôi giời. Ok, bây giờ mình sẽ xếp bể cá nhá. Tuy nhà mình rất là rộng nhưng bể cá của mình cũng rất là nhỏ luôn. À, nó hơi vô lý. Ừ, mình có 4 cái bể cá. À không, 5, 6, 7 cái nhé. 7 hoặc là 10. Ờ, thì nói chung có nghĩa là 10 bể cá. Bể cá NS thì mình có một cái mẹo để cho các con cá nó cứ chồng với nhau ý. Thì mình mới nghĩ ra được cái đấy. Hay cực kỳ luôn. Các bạn có muốn xem không? Mình sẽ cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ xếp khít vào nhau như này. Đó, cực kỳ đẹp. Và mấy con cá có thể liền vào nhau luôn. Đã làm bể cá xong rồi thì mình sẽ đặt những con cá ở đây nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái con cá kia nó xuyên qua tốt cả ba cái bể kia. Đấy, tuyệt vời chưa? Đó, đây con này xuyên qua thêm cái cục kính kia kìa. Ui, ý tưởng của mình cực kỳ, có phải gọi là sáng tạo. Rồi cá thần bơn kìa. À, cá dẹt nhầm.
Đấy, nó khít liền với nhau, trông rất là đẹp đúng không? Cái gì nữa mình để con bực khổng lồ hay là ca nhà búa thì cứ phải gọi là rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Không có chỗ nào bằng. Ừ thì mình cũng sắp xếp đá xong rồi. Úi, đợi tí, mình cứ thấy cứ thiếu thiếu gì. Ờ, đâu nhỉ? Mình có nhiều bể cá lắm cơ mà. À đây, có thêm bể cá to này. Tuyệt vời. Rất chi là tuyệt vời, chứ sao nó lại ngang như này. Ơ hay kìa. Ồ, ồ, ồ hay. Úi, con đẩy mình ra ngoài luôn này. Hả, con đẩy mình làm sao vậy ta. Cuối cùng chỉ nhát nhảy được vào trong. Ôi trời ơi, xây mấy cái bể cá này nó cũng mệt ghê luôn ạ. Ui, bể cá này cũng phải gọi là khít nhờ. Khít, khít luôn. Rất là khít, 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 khít. Mình sẽ lấy con cá thủy tinh hương nguyện rồi nhá. Ôi, xuyên luôn cả cái bể cá. Cái này thủy tinh không vỡ rồi là lạ. Lạ quá. Ừ, thì cái chị khoai thi Happy Phong kia của mình thì cũng rất là đẹp. Các bạn chấm ngôi nhà của mình mấy điểm? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 điểm là cao nhất rồi đấy. Mình không tính là cao nhất là 10 đâu. Ờ, ui, còn một cái hộp cá nữa. Ôi trời, ôi trời ơi, mình quên biếng luôn là có một cái hộp cá nữa. Thì mình để ở đây. Ok, ok, ok. Mình sẽ để cái hộp cá vào đây. Ờ, để hộp cá dưới trên tường thì nó cũng bị làm sao ấy nhỉ. Rồi, mình xoay nó. Đấy, xuất sắc. Chưa xuất sắc. Rất là xuất sắc, ok. Mình chỉ để kiểu nào cũng được, nghĩa là có bể cá là chơi được rồi. Ôi giời ơi, cũng mệt lắm rồi. Theo mình chấm điểm cho ngôi nhà của mình nhỉ, thì đương nhiên mình sẽ chấm à. Chấm bao nhiêu điểm đây ta? Nào, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nên chọn con số nào đi nhỉ? À, mình sẽ chọn 15. Bởi vì nhà mình vẫn còn trống hết trống hoác. Nhưng mà được cái là cái chữ Henry Phong ở trên kia của mình thì đẹp. Đây, mình sẽ xây thêm một tí. Là mình sẽ kết thúc video. Mình cái bảng khen với cả cái một play together kia rất là đẹp. Mình sẽ để với cái câu đố của Play thì mình sẽ được nhận mấy cái phần thưởng như thế này nhá. Đấy, đây là cái của thiên trưởng này. Đây chính là cái quả của chị Kem. Lý do là một kỷ niệm một sinh nhật một năm nhá. Đó, đây là quả của trưởng tiếp viên. Ui, bây giờ mình sẽ xếp cái máy đếm khách vào đây thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ lộn. Mình sẽ đi chơi đây, nhưng không phải đi chơi ở ngoài đâu mà mình sẽ đi chơi ở trong nhà. Còn cái gì nữa không nhỉ? Nhà của mình thì nó hơi tối quá ấy, nên thì mình sẽ xây mấy cái để cho nó sáng hơn nhé. Hàn có cả cầu này, có quả cầu này thì ok, Valentine ấy. Ừ, mình sẽ xếp mấy cái quả VIP này của mình. Máy đua xe ở trong cái hộp Lego ấy. Mình may mắn là mình nhận được cái này. Đấy, rất là may mắn thì có thể nhận được cái này luôn đấy. Cái chua, cái chua, chua, cái chua, cái chua. Vẫn chấm quá. Không biết để cái gì đấy nữa nhỉ. Thôi các bạn, mình nên để cái gì bây giờ? Nên để cái gì? Úi trời, để thêm cái sạc đen này rất là gọi là tuyệt vời. Cái này thì càng tuyệt vời hơn. Đây là màu nâu xương cá. Thì cái này người ta tặng sẵn cho mình rồi, mình không mua đâu nhá. Mình không hề mua. Người ta tặng sẵn cho mình rồi. Bây giờ thì mình kết thúc video tại đây. Bye bye các bạn. À mà quên, các bạn sẽ cho mình một đăng ký để mình có thể
ra nhiều vì sao mà luôn ta có động lực để mình ra như thế nào. Ok, bye 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 bye.